Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm k Plus do Gold for Biotech sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Kagon Plus cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Kagon Plus có thành phần là calcium gluconate 1000mg, magnesium 100mg, vitamin K2 MK75 UG, vitamin D35 UG. Kagon Plus được bào chế dưới dạng viên uống. Kagon Plus mang lại cho người dùng công dụng bổ sung canxi, magie, vitamin K2 cho cơ thể. Hỗ trợ xương răng chắc khỏe, giảm nguy cơ thiếu hụt canxi ở phụ nữ có thai, trẻ em đang tuổi phát triển, loãng xương ở người cao tuổi. Sản phẩm dùng cho các trường hợp phụ nữ có thai và đang cho con bú, trẻ em còi xương, trẻ trong thời kỳ phát triển, tăng chiều cao, người cao tuổi loãng xương, thiếu hụt canxi, phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh. Sản phẩm Kawon Plus được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Kagon Plus được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, người lớn và trẻ trên 12 tuổi, một viên trên ngày, trước khi ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ sáng hoặc trưa. Chống chỉ định khi sử dụng Kagon Plus, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng! Qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm k Plus, đồng thời biết cách sử dụng k Plus sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham